Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Chăn nuôi Xanh là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thú y thủy sản, tự hào là một trong những doanh nghiệp chuyên nhập khẩu, sản xuất và phân phối các chế phẩm sinh học, thảo dược, dinh dưỡng và các sản phẩm phục vụ cho nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt, công ty đã hoàn thiện bộ sản phẩm phục vụ cho mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, định hướng an toàn sinh học và bảo vệ môi trường. Với triết lý kinh doanh, chất lượng tạo thành công, trong suốt quá trình hoạt động, công ty luôn tâm niệm mỗi sản phẩm trước hết phải mang lại lợi ích cho khách hàng, đồng thời cũng tạo nên chuỗi giá trị thương mại cho xã hội. Với mục tiêu phát triển theo hướng thân thiện môi trường, chúng tôi không ngừng nghiên cứu cho ra nhiều sản phẩm an toàn sinh học phục vụ bà con nuôi tôm. Luôn đặt tâm trí vào từng sản phẩm, chất lượng sản phẩm làm nền tảng, nguồn nguyên liệu phục vụ cho các dây chuyền sản xuất được nhập khẩu từ các nhà cung ứng uy tín hàng đầu thế giới như Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản. Sản phẩm được kiểm soát bằng các quy trình nghiêm ngặt từ khâu sản xuất đến khâu bảo quản và cung ứng ra thị trường, từ đó mang lại lợi ích và trải nghiệm tốt nhất cho người nuôi tôm. Trước thực trạng nghề nuôi tôm phát triển theo hướng siêu thâm canh, nâng cao năng suất, quản lý tốt sức khỏe tôm nuôi, công ty đã chú trọng trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại để xây dựng hệ thống phòng xét nghiệm, chẩn đoán trên toàn hệ thống. Qua đó có thể kịp thời đưa ra các giải pháp điều trị giúp người nuôi tôm đạt được những kết quả tốt nhất trong chăm sóc và quản lý tôm nuôi. Hệ thống phòng xét nghiệm cho tôm đã lần lượt xuất hiện tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có diện tích tôm nuôi lớn như Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Hiện nay, các chỉ tiêu được thực hiện tại phòng xét nghiệm gồm thông số môi trường, tảo và mật số vi khuẩn VVO gây bệnh trong nước. Đặc biệt, qua kết quả xét nghiệm có thể chẩn đoán được nguyên nhân, tác nhân gây bệnh gan tụy và đường ruột phổ biến trên tôm nuôi trong những năm gần đây như vermiform, vi khuẩn Vibrio, ký sinh trùng gây ra ghim trong gan ruột tôm. Đáp ứng với nhu cầu của thị trường, trong năm 2018, đội ngũ nghiên cứu của công ty đã nghiên cứu, ứng dụng và hoàn thiện mô hình nuôi tôm siêu thâm canh Green Care. Quy trình đã áp dụng thành công công nghệ BioFlox vào giai đoạn ươm và nuôi thương phẩm, sử dụng hoàn toàn vi sinh có lợi mật số cao, trong quá trình nuôi rất ít thay nước, từ đó giảm thiểu tối đa chất thải ra môi trường tự nhiên. Việc áp dụng mô hình Green Care sẽ giúp người nuôi có nhiều ưu điểm vượt trội. Giai đoạn ươm có thể đạt đến mật độ 4.000 đến 5.000 phos trên mét khối nước. Các thông số môi trường nuôi luôn được duy trì ổn định. Nồng độ khí độc và vi khuẩn gây bệnh gan tụy, phân trắng được kiểm soát trong ngưỡng an toàn. Tỷ lệ thành công ở giai đoạn ươm đạt đến 95% trong thời gian qua tại các khu nuôi của khách hàng chăn nuôi xanh. Chìa khóa cho sự thành công của quy trình Green Care chính là những sản phẩm được sử dụng trong quá trình nuôi tôm, giải quyết triệt để các vấn đề từ môi trường ao nuôi đến việc bảo vệ sức khỏe gan, ruột và bổ sung dinh dưỡng cho tôm nuôi. Vi sinh dạng viên nén với mật số lợi khuẩn cực cao nanoclear giúp đánh bay nhớt bạc, sạch đáy ao, kiểm soát khí độc và lấn át sự phát triển của vi khuẩn gây hại trong nước. Siêu khoáng calcium gold với đặc điểm tan hoàn toàn trong nước giúp tôm dễ hấp thu và nhanh chóng chuyển hóa, từ đó giúp tôm cứng giỏ nhanh sau khi lột và ngăn ngừa hiện tượng cong thân, đục cơ trên tôm. Azicon, sản phẩm diệt khuẩn thế hệ mới với hoạt chất chloramin T có tác dụng tiêu diệt sạch virus, vi khuẩn, nấm và ký sinh trùng nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho tôm, là sự lựa chọn hàng đầu trong giai đoạn xử lý nước đầu vào và trong quá trình nuôi. Bên cạnh những sản phẩm xử lý trong môi trường nước là những sản phẩm bổ sung dinh dưỡng và điều trị cho tôm. Với chiết xuất 100% thảo dược tự nhiên, Hepavitan giúp tôm tăng cường chức năng gan và sức đề kháng, ngăn ngừa các bệnh về gan tụy. Bộ đôi sản phẩm Nutrilaxim 682 và Gromax 682 là sự lựa chọn tuyệt vời cho sản phẩm bổ sung dinh dưỡng thiết yếu cho tôm trong quá trình phát triển. Sản phẩm được bổ sung lợi khuẩn và enzyme giúp giãn nở đường ruột, tăng cường hấp thu dinh dưỡng, từ đó tôm nuôi chắc thịt, đẹp màu, gia tăng giá trị thương phẩm. Cellgrow với hoạt chất azadirachtin có tác dụng tiêu diệt nhanh ký sinh trùng gây bệnh trên tôm. Trong những năm gần đây, với sự bùng nổ của dịch bệnh trên tôm, đặc biệt là các bệnh về gan ruột, với các biểu hiện bệnh đường ruột bên ngoài mà người nuôi có thể nhận thấy như ruột mờ, phân lỏng, đứt khúc, xoắn lò xo và hạt gạo ở đốt cuối, từ đó làm tôm giảm ăn, chậm lớn, ốp thân, phân trắng và chết hàng loạt.
đã gây ra những thiệt hại vô cùng nặng nề cho người nuôi tôm. Xác định được những khó khăn từ thực tế nuôi trồng, trong những năm qua, công ty đã xây dựng mục tiêu không ngừng nghiên cứu, và trong năm 2020, công ty Giải pháp Chăn nuôi Xanh đã đạt được một bước tiến lớn trong xác định được nguyên nhân, tác nhân gây nên bệnh đường ruột trên tôm nuôi, từ đó đưa ra được phương pháp phòng và trị bệnh đường ruột trên tôm nuôi. Sản phẩm Basolus chính là giải pháp tối ưu trong vấn đề phòng ngừa và điều trị bệnh gan ruột trên tôm trong thời điểm vô cùng khó khăn hiện nay. Basolus, một sản phẩm được nhập khẩu hoàn toàn từ Hoa Kỳ với những đặc tính ưu việt như cải thiện tôm bị đục cơ, cong thân và hiện tượng ớt thân, hỗ trợ hiệu quả trong điều trị tôm bị phân lỏng, ruột đứt khúc, đốt cuối sưng hạt gạo hoặc ruột xoắn lò xo, giúp tôm nuôi nông to đường ruột, ngăn ngừa bệnh phân trắng. Sau hơn 2 năm, đội ngũ nghiên cứu của công ty đã hoàn thiện nghiên cứu và thực nghiệm trên ao nuôi của khách hàng ở các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Long An và đã thu về được những kết quả thành công rực rỡ trong việc giải quyết các vấn đề về bệnh đường ruột trên tôm nuôi. Qua đó, Basolus đã và đang khẳng định vị trí của mình trong lòng người nuôi tôm. Công ty luôn tự hào với đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, nhiệt huyết, đầy đủ tâm và tầm, được công ty đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật xét nghiệm và kỹ thuật nuôi tôm trên nhiều mô hình khác nhau. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm trong việc phối hợp sản phẩm nhằm giải quyết các vấn đề trong ao nuôi, tư vấn kỹ thuật, thực hiện quy trình nâng cao năng suất, quy trình kiểm soát bệnh trong quá trình nuôi tôm của khách hàng. Ngoài ra, với tầm nhìn chiến lược, chúng tôi còn kết nối chặt chẽ với các trường đại học chuyên ngành để xây dựng nguồn lực nhân sự kế thừa thông qua việc tuyển dụng, huấn luyện, đào tạo, tạo điều kiện cho các em sinh viên được tương tác, trải nghiệm thực tế trong môi trường chuyên nghiệp. Nhằm đáp ứng nhanh nhu cầu của người tiêu dùng, công ty đã thiết lập hệ thống nhà phân phối ở các tỉnh có nghề nuôi tôm phát triển như Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Long An, Tiền Giang, luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng trong mọi suy nghĩ và hành động để mang lại lợi ích và trải nghiệm tốt nhất, từ đó thiết lập nên hình ảnh đẹp trong lòng người nuôi tôm thông qua sản phẩm cũng như sự tận tình, chuyên nghiệp của đội ngũ kỹ thuật đầy nhiệt tâm. Chúng tôi luôn tin tưởng rằng với nền tảng triết lý, sứ mạng và tầm nhìn chiến lược, công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Chăn nuôi Xanh chắc chắn sẽ mang đến lợi ích bền vững cho đối tác cũng như góp phần cho một cộng đồng phát triển ngày càng bền vững. Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Chăn nuôi Xanh, chất lượng tạo thành công.